Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Guto sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm chuyên dùng cho các chị em phụ nữ. Thì như các bạn nhìn thấy, đây là tampon của Oop, một trong những loại tampon nổi tiếng và phổ biến nhất ở Đức, và giá cả của nó cũng vô cùng hợp lý. Mình nghĩ rằng là tampon thì không quá xa lạ với các bạn là gái ở Việt Nam, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là sẽ không ít người là cảm thấy ngại ngần khi chuyển sang sử dụng tampon. Thì với bản thân mình cũng vậy, mình cũng đã 15 đến 17 năm trong nghề, nhưng mình cũng rất là ngại sử dụng tampon vì những cái câu hỏi mình đặt ra như là sử dụng tampon như thế nào, tampon có hợp vệ sinh hay không và nó có thoải mái hay không. Thì những cái câu hỏi này đây là từ những kinh nghiệm sử dụng của mình thôi. Mình cũng mới chuyển sang và mình cảm thấy cái rất là thoải mái, và mình muốn làm một cái clip như vậy để giới thiệu sản phẩm này. Và một điều nữa đó là với cái băng truyền thống thì cho dù các bạn rất là quen thuộc với chu kỳ của mình đi nữa thì cái cảm giác khó chịu và không thoải mái của băng truyền thống gây ra trong những ngày đấy là mình vẫn luôn cảm nhận được. Vì cái nhất là bạn vẫn luôn cảm thấy là ướt ở phía bên ngoài. Cái thứ hai là vẫn có một cái gì đó nó làm kín và không thoáng, không thoải mái. Và cái thứ ba nữa đặc biệt chính là khi các bạn mà còn bó, hoặc là ví dụ những cái đồ tập gym, hoặc là quần ôm sát, thì nó vẫn làm cho các bạn cảm thấy không thoải mái vì nghĩ rằng nó sẽ gây sự chú ý cho người khác. Thì với tampon là bạn có thể hoàn toàn là không bị những cái ảnh hưởng như thế. Và một cái lưu ý khi các bạn sử dụng tampon, cái nhất là các bạn phải lựa chọn cái loại tampon mà nó chất lượng tốt. Hai nữa là lựa chọn đặc biệt là nơi cung cấp và nơi bán hàng uy tín để mua được những loại tampon nó đúng của nhà sản xuất, đúng hãng. Ở đây tampon của Đức thì nó rất là phổ biến. Và như các bạn thấy thì ở đây nó có hướng dẫn các bạn luôn là nó có các mức độ của tampon, là tampon 4 giọt, 3 giọt, 2 giọt, 5 giọt, 6 giọt. Và tampon của Oop thì nó cũng đủ các cái số lượng như thế. Như các bạn nhìn thấy ở đây là có 2, 3, 4, 5, 6. Thì trường hợp là 5 và 6 là dành cho các bạn với cái số lượng ra trong một chu kỳ rất là nhiều. Loại 4 là loại cũng tương đối nhiều, nhưng mà là cái loại cũng phổ biến, nhiều người sử dụng nó. Và cái loại thứ ba là loại normal thì nó là thông thường, những các bạn nào mà da ít có sử dụng có thể sử dụng loại 3 giọt. Và ngoài ra vào những ngày cuối của chu kỳ thì các bạn có thể sử dụng loại 2 giọt. Và sử dụng tampon có một cái thoải mái đó là không giống như là với cái băng truyền thống thì các bạn phải là chỉ tối đa là 4 tiếng là các bạn nên phải thay băng rồi. Còn với những cái tampon thì các bạn có thể sử dụng từ 4 đến 8 tiếng, nhưng mà chú ý là không vượt quá 8 tiếng. Nhưng mà 4 đến 8 tiếng cũng là khoảng thời gian rất là dài. Và tampon thì nó cực kỳ dễ sử dụng chứ không giống như là mọi người nghĩ với cái hình dáng của nó. Và đây là tampon của Oop thì mình muốn giới thiệu với các bạn. Cái nhất là mình cũng đọc và nghiên cứu rất là nhiều về cái tampon trước khi mà quay sang sử dụng tampon, vì mình cũng nghĩ rằng nó không vệ sinh và nó sẽ không biết là mình sẽ sử dụng hàng ngày nào vì mình phải thay nó thường xuyên. Nhưng mà khi chuyển sang sử dụng tampon của Oop thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Thì như bạn thấy là bên ngoài nó được mỗi một miếng nhỏ nó đều được bọc kín bằng túi ni lông như này. Thì khi sử dụng thì các bạn bóc cái túi ni lông ra. Mình thấy mình đọc rất nhiều những cái bài của Việt Nam thì cái tampon nó lại có hai phần. Một phần là phần ống nhựa và phần hai là phần lõi hút. Thì như họ giải thích thì phần ống nhựa là rút các bạn đút vào bên trong một cách dễ hơn, đưa vào bên trong cơ thể mình. Còn phần lõi hút thì bắt đầu mới đưa vào trong cái ống nhựa đấy. Thì mình thấy rất là phức tạp. Nhưng với tampon của Oop ở đây thì tất cả nó chỉ nằm trong một cái sản phẩm đấy thôi. Và nó thiết kế cũng rất là đặc biệt để cho các bạn dễ dàng sử dụng. Đây, các bạn là nó nhỏ gọn và bạn chỉ cần tháo nó ra. Thì đây là phần mà các bạn sẽ đưa vào phần phía trước. Và phần sau, đây, phần phía trước của nó. Và phần sau là phần có phần dây như này. Thì cái phần phía trước đây thì các bạn nhìn thấy với tampon của Oop, nó thiết kế bởi một cái chất rất là đặc biệt. Cái chất này chất chống tràn, chống thấm, như nó mỏng và nó mướt. Vì vậy mà bạn đưa vào rất là dễ và không cần phải cái ống nhựa phức tạp kia. Và nó lại cảm giác dễ thích nghi với cơ thể mình hơn.
Với hai nữa là cái phần lõi hút của nó rất là tốt. Ở đây là nó kẹp rất là chặt. Phần đuôi có dây này thì bạn để ra phía bên ngoài. Đấy. Thì các bạn sẽ đưa thẳng ống này vào bên trong mình. Và nếu như mà các bạn mọi người thường ngại là không biết là cái lúc mình đi vệ sinh thì như thế nào, nhưng thật ra cơ thể và cấu tạo của mình luôn có hai phần, một phần là cái đường ống dẫn tiểu và phần hai là đường ống dẫn dẫn trứng. Thì mình là đưa cái tâm phần của mình vào ống dẫn trứng, nó không ảnh hưởng một chút gì đến cái phần ống dẫn tiểu của mình. Cho nên lúc mình đi vệ sinh ấy, chỉ có cái phần dây này, thì các bạn có thể cầm cái dây này và đưa và chuyển hướng nó sang cái hướng khác rồi đi vệ sinh như bình thường. Và đặc biệt là nó không hề giống như mọi người nghĩ là nó không vệ sinh. Tại vì bạn làm thế nhưng mà nó không hề ảnh cái phần bạn đi vệ sinh, nó không ảnh hưởng gì đến phần tampon hết. Đấy chính là cái mà trước khi sử dụng tampon mình rất là thắc mắc. Nhưng mà các bạn hãy thử sử dụng nó rất là sạch sẽ và nó làm cho các bạn là không có một chút gì cảm giác là các bạn đang trong chu kỳ. Nó giống hệt bình thường, bạn sẽ vẫn cảm giác rất là thoải mái, khô thoáng và cực kỳ tự do với việc mà lựa chọn những cái đồ mà bạn có thể phối hợp và mặc. Và đây chính là cái tampon của ốp mình nhập hàng trực tiếp từ Đức để gửi về. Và dùng những cái sản phẩm này mà dùng từ hàng Đức thì cực kỳ là yên tâm. Và bạn hãy thử một cái trải nghiệm. Mình thấy lần đầu tiên mình có cảm giác là trong chu kỳ mà mình lại giống như ngày bình thường. Cái mà băng truyền thống sẽ không thể nào mà cho bạn cái cảm giác như vậy được. Như vậy là Kuto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về tampon của Đức. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website kuto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua số Viber Zalo ở dưới hoặc là vào shop kuto.vn. Xin chân thành cảm ơn.